thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi nhâm thân sinh năm 1992 nam mạng nam mạng nhâm thân cung khôn trực nguy mạng kiếm phong kim khắc phúc đăng hỏa con nhà bạch đế phú quý xương con khỉ tướng tinh con dê ông tử vi độ mạng tổng quan tử vi nam mạng tuổi nhâm thân tử vi thấy nhâm thân là những người có tinh thần tự lập cao từ nhỏ đã có nhiều ước mơ hoài bão Đến khi trưởng thành, những người này chăm chỉ, cần cù, nỗ lực hết mình để xây dựng một sự nghiệp vững chắc. Tiền bạc vật chất không phải tất cả với họ, nhưng họ ý thức được rằng mình cần phải phấn đấu, sống có ích, sống cống hiến hết mình. Bước đầu lập nghiệp sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng với lòng kiên trì và ý, ý chí quyết tâm, nhâm thân đã chứng minh được cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình. Từ 30 tuổi trở đi Công việc của họ có nhiều cơ hội triển vọng mới Họ là những người sống thật thà Ngay thẳng và tốt bụng Sẵn sàng giúp đỡ Đồng cảm với những người bất hạnh Ở hiền gặp lành Họ may mắn được trời phú cho một sức khỏe tốt Cả về thể chất lẫn tinh thần Ít khi thấy những người này đau ốm Hay bệnh tật buồn phiền mệt mỏi Về tình duyên Khi còn trẻ nhâm thân Tập trung nhiều hơn vào phát triển sự nghiệp vì vậy tình duyên thường đến muộn hơn so với họ, những người này ít khi được rung động trước những mối quan hệ gặp gỡ tình cảm của họ chỉ thực sự phát triển khi hai người đã cùng nhau gắn bó và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống khi yêu nhâm thân là người tình trung thủy người bạn đời lý tưởng của các chị em, tuy nhiên đối với mối tình của họ có lâu dài hay không còn phụ thuộc vào sự chân thành của đối phương. Tuổi nhâm thân sinh vào các tháng 5, 6, 9 âm lịch, phải trải qua nhiều mối tình. Tuổi nhâm thân mới tìm được người bạn đời thích hợp. Dù rất bận rộn với công việc nhưng bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc cho bạn cho bạn đời của mình. Tuổi nhâm thân sinh tháng Giêng, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Sớm được tìm ý trung nhân của cuộc đời mình nhưng dường như mối tình mối quan hệ này vẫn chưa thực sự hoàn hòa hoà hợp đừng quá lo lắng chỉ cần hai bạn nhường nhịn chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn tình cảm sẽ ngày một tốt hơn tuổi nhâm thân sinh vào các tháng tư tháng ba tháng tám âm lịch tình duyên lợi thuận lợi tìm được Người bạn đời tâm đầu ý hợp, cùng nhau gắn bó và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống gia đạo và sự nghiệp. Nhâm thân được mọi người yêu quý bởi sự năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Họ luôn là người đóng góp nhiều ý tưởng độc đáo, mạnh mẽ cho tập thể. Dù còn trẻ, những người này đã sớm gặt hái được những thành công và được nhiều người biết đến. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn thuận lợi. Gia đạo kém, kém phần hòa hợp, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình. Thế nhưng với sự khéo léo ứng xử của mình nhâm thân nhanh chóng đứng ra hòa giải gắn kết tình cảm gia đình tuổi hợp làm ăn chọn lựa tuổi hợp làm ăn giúp cho công việc và sự nghiệp của tuổi nhâm thân được may mắn thuận lợi và thành công hơn hợp tác với những người tuổi mậu dần nhâm thân giáp tuất không những được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mà nhâm thân còn nhận được nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình mỗi khi gặp khó khăn chọn lựa chọn vợ chồng kết hôn với những người tuổi canh thân canh thìn mậu dần nếu kết duyên với chồng nếu kết duyên chồng vợ với những tuổi này nhâm thân không những có đường tình duyên thuận lợi mà công việc sự nghiệp cũng gặp nhiều tiến triển tốt đẹp cả cuộc đời được hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng làm việc gì cũng đạt kết quả tốt nếu kết hôn với những tuổi kỷ tỵ đinh sửu tân tỵ tân mùi đời sống tình cảm phong phú hòa hợp vợ chồng thủy chung son sắc tuy công việc sự nghiệp còn nhiều khó khăn trắc trở nhưng tuổi thân lại may mắn có người bạn đời luôn ủng hộ kề vai sát cánh cùng mình vượt qua thử thách nếu kết hôn với những tuổi kỷ mão ất dậu quý dậu mối quan hệ này đôi khi Xảy ra nhiều mâu thuẫn cãi vã lý do bởi hai bên đều có những bất đồng trong quan điểm và cái tôi của mình quá cao. Không ai chịu nhường nhịn ai và không ai lắng nghe ai. Để có được tình yêu lâu dài hòa hợp, nhâm thân cần phải bỏ đi cái tôi và cá nhân của mình, quan tâm và chăm sóc nhiều hơn với gia đình ở độ tuổi 16, 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Vận mệnh của người tuổi nhanh thân kém may mắn, không nên tiến hành những chuyện đại trọng trong cuộc đời như cưới sinh, nếu không cuộc sống hôn nhân sau này của bạn có ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhanh thân là những người thật thà, chung thủy và hết mình trong tình yêu. Họ ít khi thay đổi tình cảm của mình. Nếu tình yêu đổ vỡ, nhiều khả năng là do hai người không hòa hợp và do đối phương đã không còn tình cảm. Thế nhưng cũng có một số người ở ở tuổi nhâm thân sinh vào các tháng giêng, tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch lại có số đào hoa, được nhiều người yêu mến theo đuổi. Tuổi đại kỵ, dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết duyên, nhâm thân cũng nên tránh những tuổi: Bính Tý, Ất Hợi, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Giáp Tý, Canh Ngọ và Mậu Tý bởi đó là những tuổi đại kỵ sẽ gây ra nhiều khó khăn trắc trở cho cuộc đời nam mạng tuổi thân năm khó khăn nhất trong cuộc đời ở độ tuổi 25 28 36 và 42 tuổi nhâm thân sẽ gặp nhiều khó khăn cả về công danh và sự nghiệp lẫn sức khỏe tình duyên bởi vậy làm việc gì cũng phải đề phòng cẩn thận không nên chủ quan nếu bất bình tĩnh sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trải qua thời kỳ khó khăn này năm mạng tuổi thân sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu giúp mình trưởng thành hơn chắc chắn hơn đó sẽ là hành trang quan trọng để tuổi nhâm thân xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình ngày giờ xuất hành hợp nhất khi tiến hành những công việc kế hoạch quan trọng tuổi nhâm thân cần phải lựa chọn ngày đẹp giờ đẹp để xuất hành điều đó sẽ giúp công việc của họ diễn ra suôn sẻ thuận lợi như ý hơn diễn tiến từng năm từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi trong khoảng thời gian này nhâm thân cần phải tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn con đường sự nghiệp của mình nhiều cơ hội cũng có nhiều thách thức đặt ra cho bạn nếu vượt qua công việc sẽ tiến triển tốt đẹp dù bận rộn làm việc nhưng bạn cũng nên dành thời gian để lo chăm sóc cho gia đình đặc biệt là người bạn đời từ năm 31 đến năm 35 tuổi có nhiều tài lộc khối lượng công việc nhiều thu nhập tăng cao hơn so với mọi năm, gia đình hòa thuận vợ chồng một lòng yêu thương gắn bó với nhau. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này sức khỏe lại không được như ý. Không nên chủ quan với những căn bệnh nhỏ nếu sẽ không nếu không sẽ gây nhiều biến chứng về sau. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 đến năm 38 tuổi, công việc gặp đôi chút khó khăn trục trặc, cần phải bình tĩnh, tỉnh táo hơn để giải quyết công việc. Tuổi 39-40 gặp nhiều may mắn, có tài lộc nhiều hơn, công danh sự nghiệp phát triển làm tới đâu thắng tới đó. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, khoảng thời gian này không gặp khó khăn, trắc trở cũng như không mấy may mắn. Công việc duy trì ở mức ổn định, cần phải thận trọng hơn khi đưa ra quyết định, không nên đầu tư lớn vào lĩnh vực chưa am hiểu. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, sự nghiệp ổn định vững chắc, đây là giai đoạn an nhàn hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tuổi nhâm thân đường tình duyên cũng gặp vô vàng thuận lợi gia đình hạnh phúc con cái thành đạt cuộc sống ngập tràn niềm vui xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chúc quý vị và các bạn được nhiều may mắn thành công trong sự nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại